Mới đây khi bất ngờ đột kích vào tầng hầm của một khách sạn trên đường Trạng Trình, phường 9 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy. Ngoài việc bắt quả tang các đối tượng đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn, tổ công tác còn phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá như nọ thủy tinh, ống hút, đĩa sứ, thẻ nhựa, 4 gói ni lông chứa chất màu trắng nghi ma túy đá, 1 cân tiểu ly. Các đối tượng khai đã tổ chức sử dụng ma túy ketamin nhiều lần tại tầng hầm khách sạn trên. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của quản lý khách sạn.